Hỏi 1. Loài thánh có lực gì mà có thể sử dụng điện từ âm để biến hiện hù dọa loài người? Loài thánh có lực gì mà có thể sử dụng điện từ âm để biến hiện hù dọa loài người? Loài thánh có cái lực gì, lực âm gì mà hù dọa? Mình phải biết thế này nè. Ông Phật, trong kinh thường thường nói ông Phật cao 10 trượng, thánh cao 9 trượng. Có nghĩa là tất cả trên thế giới này ông Phật làm được cái gì, thánh làm được cái này hết. Nhưng mà thánh chỉ có thiếu một cái là không biết công thức trở về Phật giới thôi. Thì cái chuyện gì làm được, ông Phật bay thánh cũng bay được. Ông Phật đi sử dụng cái gì thánh làm được cái đấy. Nhưng mà chỉ thua Đức Phật có một điều đó là giác ngộ và giải thoát thôi. Thua vậy thôi. Tức có người nào biết giác ngộ giải thoát tức liền là đã thành Phật rồi đó. Mình còn thành nhanh thành chậm là do mình tạo. Bởi vì mình biết công thức rồi thì mình cứ tạo. Mình tạo nhiều thì về sớm, tạo ít thì đi từ từ, cứ vậy thôi. Có nghĩa là thế giới này trong kinh thường thường nói là Phật cao 10 trượng, ma cao 9 trượng. Mình nói thước cho nó dễ đi. Ông kia 10 thước, ông nội 9 thước. Nhưng mà chỉ thua một cái là giác ngộ giải thoát, ông không biết. Chỉ thua một cái đó thôi. Rồi.